Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, bão Rai đã đi vào biển Đông nước ta, là cơn bão số 9 trong năm nay. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 7 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Khánh Hòa, cách khoảng 220 km về phía đông, với sức gió mạnh cấp 13 lên cấp 14, giật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Đến 7 giờ ngày 20 tháng 12, bão áp sát vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông, với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 10 đến 19 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 114 độ kinh Đông. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, từ đêm nay ở vùng biển ngoài khơi từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, ở khu vực phía bắc của biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh từ cấp 7 lên cấp 8, giật cấp 10. Ở vùng biển giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 8 lên cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 lên cấp 14, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Trở lại với diễn biến thời tiết trong đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh mới tăng cường xuống, trong đêm nay nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ giảm sâu. Tại các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc, nhiệt độ giảm còn từ 11 đến 13 độ. Các tỉnh thành phố, vùng đồng bằng, nhiệt độ cũng giảm còn từ 14 đến 17 độ, trời rất đậm về đêm. Sáng tới ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm xuống. Bắc Bộ không có mưa, nhưng nền nhiệt trong ngày mai sẽ giảm đi xuống chỉ còn từ 20 đến 23 độ, trời lạnh về ban ngày. Dưới tác động của không khí lạnh kết hợp với bão nên trong đêm nay và ngày mai, ở các tỉnh thành phố của miền Trung, từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi sẽ có mưa nhiều nơi. Cục bộ sẽ có nơi có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ trong ngày ở miền Trung cũng giảm đi nhiều. Cao nhất ở các tỉnh thành từ khu vực Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt chỉ từ 24 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Còn khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn từ 28 đến 30 độ. Từ đêm nay đến ngày 20 tháng 12, trên đất liền các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 5 lên cấp 6, giật cấp 7. Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió mạnh cấp 6 lên cấp 7, giật cấp 9. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết cũng không có gì thay đổi. Trong ngày hôm nay vẫn có nắng vào ban ngày, nhiệt độ ổn định. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Còn ở tại các tỉnh thành Nam Bộ, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.